thường người ta đặt. Nghe thầy nói A B C D. M N là trung điểm của A B và C D. M N. Rồi. Nghe. Tập trung. Nó nói một mặt alpha qua M N cắt A D lần lượt tại B và Q. Biết MP cắt NQ tại Y. MP cắt NQ tại Y. Thế là mình phải chọn đại một mặt phẳng. Vậy bây giờ em cho đại một cái điểm BC đi. Cái điểm này không cố định nha. Em hãy tưởng tượng là cái điểm này có thể chạy. Giải thích nè. Em đặt điểm này là điểm, nó nói là cắt BC tại Q phải không? Điểm B có thể chạy. Và cái mặt phẳng B, giải thích nè, cái mặt phẳng B này vẫn có thể chứa MN. Hiểu không? Thằng Q này có thể chạy. Khi thằng Q này chạy thì thằng P sẽ chạy. Hiểu ý thầy nói không? Có nghĩa là cái bài này nó yêu cầu em là gì? Em đặt đại một điểm trên AD hoặc BC. Đặt đại. Và đi tìm giao tuyến giữa cái mặt phẳng đó với cái hình chóp của cái tứ diện. Đó. Khoan hiểu ý thầy nói không? Em đặt đại thôi. Ý là đặt đại đó. Em có thể chọn Q trên BC. Điểm nào cũng được. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi tìm giao điểm giữa MNQ với AD. Đó. Làm sao tìm giao điểm với MNQ với AD mấy em? Là phải đi tìm giao tuyến giữa ABD với MNQ. Đó. Bài này khó nha. Rồi. Tìm ABD cắt MNQ. Khoan mấy đứa hiểu ý thầy nói không? Bản chất điểm Q là nó chạy đi đâu cũng được hết, do mình chọn nó. Nếu em chọn nó thì nó sẽ bảm bảo một mặt phẳng luôn đi qua MN như cái đề ở gần. Rồi bây giờ mình phải tìm nha. M là điểm chung. Được không? Rồi cắt giữa MN, QN với chết M rồi. Nhìn thấy khó chịu đó. Vậy bây giờ mình sẽ phải dời điểm Q đi lên đây. Hiểu ý thì nói không? Dời Q lên đây cho nó cất gần gần một xíu. Dời điểm Q lên đây. Đây. Ok. Rồi. Đặt điểm này là điểm F đi. Điểm E đi. Ok. Vậy nó sẽ cắt AD tại đây nè. Nghe em nói ME lại. Nó sẽ cắt AD tại cái điểm trên đây nè. Đây chính là điểm B nè mấy em. Nhìn hiểu không? Rồi giờ nó hỏi là gì? MP cắt NQ tại Y. Ô vậy là đây hay là điểm E. Mà đây đặt là điểm gì? Y. Vậy ba điểm nào thẳng hàng? Y A C sai. Y B D thẳng hàng, như là câu B đúng. Khoan phần cái Ly hiểu con này không? Mấy em có ai muốn đặt câu hỏi không? Nhưng mà thầy xin phép em, thầy không thể viết nó như tự luận, mình không có thời gian đúng không em? Nếu mình viết hoàn chỉnh như một bài tự luận tốn thời gian nhiều lắm. Tốn thời gian cực kỳ nhiều luôn. Như vậy cái ý tưởng là gì? Ở đây em có thể chọn đại điểm B ở trên đây cho nó chạy, hoặc là điểm Q cho nó chạy, cái nào cũng được. Không quan trọng. Một điểm chạy thì cái kia sẽ chạy theo. Đó.